Kinh Pháp Cú 10. Phẩm hình phạt. Diễn đọc và trình bày Thùy Linh. Mọi người sợ hình phạt, mọi người sợ tử vong. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Mọi người sợ hình phạt, mọi người thích sống còn. Lấy mình làm ví dụ, không giết, không bảo giết. Chúng sanh cầu an lạc, ai dùng trượng hại người, để tìm lạc cho mình, đời sau không được lạc. Chúng sanh cầu an lạc, không dùng trượng hại người, để tìm lạc cho mình, đời sau được hưởng lạc. Chớ nói lời ác độc, nói ác bị nói lại, khổ thay lời phẫn nộ, đau trượng phản chạm mình. Nếu tự mình yên lặng, như chiếc chuông bị bể, ngươi đã chứng niết bàn, ngươi không còn phẫn nộ. Với gậy người chăn bò, lùa bò ra bãi cỏ, cũng vậy già và chết, lùa người đến mạng chung. Người ngu làm điều ác, không ý thức việc làm, do tự nghiệp người ngu, bị nung nấu như lửa. Dùng trượng phạt không trượng, làm ác người không ác, trong 10 loại khổ đau, chịu gấp 1 loại khổ. Hoặc khổ thọ khốc liệt, thân thể bị thương vong, hoặc thọ bệnh kịch liệt, hay loạn ý tán tâm. Hoặc tai họa từ vua, hay bị vu trọng tội, bà con phải ly tán, tài sản bị nát tan. Hoặc phòng ốc nhà cửa bị hỏa tai thiêu đốt, khi thân hoại mạng chung, ác tuệ sanh địa ngục. Không phải sống lõa thể, bệnh tóc tro trét mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớp xiên ngồi sớm, làm con người được sạch nếu không trừ nghi hoặc. Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ. Thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết tránh né chỉ trích như ngựa hiền tránh roi. Như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái, với tính giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn khổ này vô lượng. Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên nắng tên, người thợ mộc uống ván, bậc tự điều điều thân. Kinh Pháp Cú 10. Phẩm hình phạt. Diễn đọc và trình bày Thùy Linh.